cho hàm số y bằng x trừ 2 phần x cộng 1 có đồ thị C. Viết phương trình tiếp tuyến của C, biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng D bằng y bằng trừ 3x cộng 2. Thì ở đây các bạn cần nhớ nè, mình gọi nha các bạn, gọi D phải có dạng y bằng ax cộng b là phương trình tiếp tuyến của C. Được chưa? D phải vuông góc với D nên suy ra hai cái hệ số góc nè, đây là hệ số góc nè, nhân với hệ số góc của thằng D phải bằng trừ 1. Vậy từ đây suy ra A của mình sẽ bằng 1 phần 3. Vậy D phẩy của mình sẽ có dạng là y bằng 1 phần 3 cộng x cộng b. Được chưa ạ? Ở đây có hai cách. Cách 1, ta tìm giao phương trình giao điểm, phương trình hoành độ giao điểm của C và D phẩy. Ý nói là cho cái phần bên phải nè của thằng C nè bằng phần bên phải của thằng D phẩy, giải ra, đây là ra phương trình bậc 2. Thì nhớ để thằng này là phương trình tiếp tuyến thì phương trình bậc 2 phải có một nghiệm duy nhất. Vậy khi và chỉ khi delta bằng 0. Được chưa? Khi có delta bằng 0 thì các bạn giải ra tìm được x bằng. Được chưa? Ở có x thì các bạn sẽ tìm được y bằng cách 1 thế vào cái đường D phẩy, hoặc là thế vào cái đường C. Ok chưa? Cách 2 nha các bạn. Thì do đây A của mình bằng 1/3, đây là hệ số góc. Được chưa? Vậy đây hệ số góc thì đồng nghĩa muốn viết được phương trình tiếp tuyến thì các bạn nhớ phương trình tiếp tuyến có dạng y bằng f phải x0 x trừ x0 cộng y0. Vậy ta cần phải có tiếp điểm. Đây chính là hệ số góc. Vậy ta tính đạo hàm y phẩy của thằng C nha các bạn. Rồi các bạn dùng quy tắc alpha, 1 × 1 nè, đây là 1 × 1 − 2, 1 quy tắc alpha. Vậy ra là 1 × 1 − 1 − 2 ra 3/(x + 1) tất cả mũ 2 bằng 1/3. Sau đó các bạn giải ra. Vậy tương đương x + 1 tất cả bình bằng 9. Vậy tương đương x + 1 bằng 3, hoặc x + 1 bằng -3. Vậy tương đương x = 2 và x = -4. Khi đã có x thì các bạn tìm được y, suy ra y bằng cách thế vào hàm C. Được chưa? Rồi khi đã có x có y, ví dụ ta thế vào C, thế hai vào C ra là 0, là y bằng 0. Vậy suy ra điểm A có độ 2, 0. Thế -4 vào thì mình sẽ có là -6/(-3), nghĩa là đã 2. Vậy suy ra điểm B bằng -4, 2. Rồi có điểm đi qua thì các bạn giải y bằng f phẩy x0 x trừ x0 cộng y0. Vậy mình sẽ có đây điểm y bằng